Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cái thùng máy khoan đục bê tông của Bosch, một con gọi là máy cực kỳ VIP ha. Rồi em sẽ xoay một vòng máy cho cả nhà xem. Đây là một cái thùng máy về còn rất là mới, nguyên zin. Đây là hàng của nội địa Nhật. Một cái thùng máy như thế này. Thì tổng cân nặng một cái thùng máy như thế này á, nó nặng là 12 kg ha. Rồi em sẽ mở máy ra cho cả nhà xem. Rồi một con máy rồi VIP như thế này. Dạ đây. Đây là một con máy thuộc dòng Bosch Hackmate. Có model là GPH5-40DC. Đây là dòng khoan đục có điều tấp nha cả nhà. Và đi kèm với con máy như thế này, em có bỏ kèm với cả nhà là một cái mũi đục dẹp SDS. Đây là mũi của Nhật ha. Đây em vẫn còn ha. Và một cái mũi khoan mới 100% chưa qua sử dụng của SDS luôn. 30 mũi khoan này á, là mũi khoan xuất xứ là Made in China, nó là hàng xuất Nhật. Nếu mà cả nhà lên mạng tra một cái mũi hàng chính hãng như thế này, nó sẽ nằm trong cái giá là 700-800 ngàn một cái mũi. Một cái mũi như thế này ha. Và mũi như thế này nó sẽ dài là... Mũi này có chiều dài là 31,5cm. Mũi dẹp nó có chiều dài là 29,5cm. Và thường những cái mũi SDS này nó chỉ có một size thôi. Nó là 18 ly ha. 18 ly. Và mũi dài chốt SDS. Và tiếp theo đây là một con máy phải về gọi là mới, phải là 95%. Đó, mới 95% nha cả nhà. Cực kỳ mới. Thì em sẽ đọc thông số của con máy khoan và đục bê tông Bosch Hackmate GPH5-40DC. Sử dụng mũi khoan là SDS Max. Con này á là hàng của nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V, nhưng em đã lên điện 220V cho cả nhà dễ đi công trình đó, vì con máy quá đẹp mà. Đó, dễ đi công trình. Có công suất là 1100W. Dạ rồi, thì em sau khi những cái phía giới thiệu của em đều sẽ đưa cái tem liền khi mà em đọc thông số máy. Tổng cân nặng của một con máy như thế này nó nặng là 7,5 kg á. Để em sẽ cân lại cho cả nhà ha. Để cả nhà nhấn chân để mà mang đi sử dụng. Thì một con máy như thế này nó nặng là 7,5 kg, rất là đầm tay. Đó. Đây là một con máy khoan gọi là chuyên chiến công trình. Có hai chức năng ha, vừa đục và vừa khoan đục. Thì đầu tiên em chỉnh chế độ đục trước cho cả nhà, và góc độ là số 1. Thì cả nhà còn có máy như thế này, cả nhà có thể lên mạng tra với cái mã GPH5-40DC này. Nó sẽ có cái giá là hơn 10 triệu đồng đối với hàng chính hãng ha. Còn hàng Trung Quốc, hàng nhái thì sẽ không bao giờ có trên thị trường. Đó. Rồi bây giờ em đang mở số 1 ha. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6.
Rồi bây giờ mở rồi khoan đục, em sẽ mở về số 1 lại. Ở nhà hãy nó xoay nha. Số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Rồi, bây giờ em sẽ gắn mũi đục vô và ép máy cho cả nhà xem ha. Và em bán trên Xuân Hưởng á, nên em không có cục bê tông ở đây, thì em chuẩn bị một miếng thép dày và lót thêm miếng gỗ ha. Thì em sẽ giới thiệu thêm là cái phần ở giữa này đó, nếu mà cả nhà xoay ở ngay giữa ha, để cả nhà chỉnh cái mũi đó, cả nhà xoay để chỉnh cái mũi ha, ở mũi nằm theo đúng cái chiều mình đục như thế nào đó. Xong rồi bắt đầu mình sẽ quay ngược vô lại để mình không có điều chỉnh nữa. Đó, nó khóa lại, nó không điều chỉnh nữa ha. Đó, đây là số 1 ha. Số 2. Rồi, số 3. Càng lúc càng mạnh lên ha. Số 4. Chuyển sang chế độ khoan ha, thì nó sẽ xoay đó, thì cả nhà sẽ nhìn thấy nó xoay ha. Thì lúc đó cả nhà sẽ lắp mũi khoan vào để cho nó khoan. Rồi khi cả nhà rút mũi ra thì nhớ kéo này xuống rồi rút ra. Rồi, thì em sẽ xin đọc lại thông số của con máy khoan đục bê tông của Bosch Hardmet này. Thì con máy khoan đục bê tông của Bosch Hardmet này có model là GBH5-40DC. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V, nhưng em đã lên điện 220V cho cả nhà dễ sử dụng và dễ đi công trình. Đó. Có công suất là 1100W. Có vòng tua, nhưng không có ghi vòng tua. Con này á là hàng xuất xứ là Made in China. Đó. Là đây là hàng Nhật nha, em không có bán hàng Trung Quốc đều, mà hàng Trung Quốc cũng không có cái dòng này trên thị trường nữa, nên cả nhà yên tâm và khỏi lo. Thì một con máy như thế này, cả nhà tra trên mạng với cái giá mới là hơn 10 triệu đồng. Nhưng em bán một con máy như thế này và đã lên điện sẵn cho cả nhà một cái thùng máy như thế này, một cái mũi đục dẹp và một cái mũi khoan chưa qua sử dụng 30 đó, thì em bán như thế này với một cái giá là 5.200.000 đồng. 5.200.000 đồng là em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói á, cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và ép máy các kiểu. Một con máy mới 95% rất hiếm và cái giá em đưa ra rất gọi là hợp ý cho cả nhà sử dụng. Rồi em cảm ơn cả nhà.